Xin chào tất cả các bạn, đây là những hình ảnh Nokia X9 hãng vừa có hàng tại Mai Nguyên. Mẫu điện thoại Android đầu tiên của Nokia vừa được ra mắt tại MWC 2014 vừa qua. Trong buổi lễ ra mắt chiếc Nokia X tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua, đại diện công ty Phần Lan đã công bố giá bán chính thức của máy. Theo đó, model này sẽ bán với giá 2 triệu 500 nghìn đồng. Nokia X có thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu Asha với vỏ nhựa nhiều màu sắc, cứng cáp, nhìn giống thiết kế nguyên khối. Mặc dù chạy Android nhưng giao diện của Nokia X lại là sự kết hợp giữa giao diện Flash Plan của Asha và Lifetime trên các dòng Windows Phone. Về cơ bản, đây là một phiên bản Android đóng, không tích hợp các phần mềm của Google như Maps, Play Store hay là YouTube. Người dùng có thể truy cập vào kho ứng dụng riêng của Nokia, có sẵn khoảng 75% các ứng dụng phổ thông trên Google Play. Như các bạn đã thấy, trên tay mình là 4 màu của chiếc Nokia X9 hãng. Với mức giá nói trên, Nokia X được xem là model Android có giá bán hấp dẫn nhất so với các đối thủ cùng phân khúc như Galaxy Gen Lite 2 triệu 590 ngàn đồng hay HTC 8S 3 triệu 290 ngàn đồng. Nokia X được cho là khá hấp dẫn nhiều người dùng với mức giá tốt như vậy và có khả năng cạnh tranh cao với các dòng điện thoại cùng phân khúc. Máy được trang bị màn hình 4 inch WVGA, chip Qualcomm Snapdragon S4 với tốc độ xử lý là 1GB lõi kép, RAM 512MB, dung lượng lưu trữ ở bên trong là 4GB, có thể mở rộng thêm 32GB qua thẻ nhớ ngoài, pin 1500mAh và thiết kế 2 SIM. Máy được cài sẵn phần mềm gọi điện nhắn tin miễn phí Zalo. Zalo cũng là ứng dụng Việt duy nhất được Nokia cài đặt ở trên Nokia S. Sản phẩm được trang bị đầy đủ các ứng dụng thông dụng, có thiết kế đẹp và sở hữu cấu hình khá trong tầm giá. Theo dự đoán của Mai Nguyên, Nokia X có thể cháy hàng và tạo cơn sốt không thua kém gì các đàn anh như Nokia Lumia 520 hay là Lumia 525. Mời các bạn đón xem những video tiếp theo do Mai Nguyên thực hiện tại chuyên trang video www.video.mainguyen.vn. Xin cảm ơn các bạn.